và để chào mừng ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 và đi lên nghệ của chủ tịch Ngọc Hương Herbalife thì Thanh Phong cũng xin góp vô chương trình một bài tập bộ được mang tên Người Điên Yêu Trăng, bài tập bộ 1 2 6. Cho say đi đừng.